À, cho mẹ chơi với. Ok, nè. Đó đi. Gì vậy? Đừng có sợ. Có anh đây nè, để giải quyết cho. Vậy nhờ anh đóng giả bạn trai em tiếp nha. Giả bộ gì? Anh làm thiệt. Anh có nóng không vậy? Đá banh đổ mồ hôi quá trời, nóng lắm không? Nóng hả? Lắm luôn á. Trời ơi. Để em quạt cho anh mát nha. Mát rồi đó. Mát chưa, mát chưa? Mát rồi đó nha. Thích rồi đó. Mát quá. Làm cái trò gì vậy? Hết hồn, hết hồn. Ừ. Mạnh lên nào, mạnh lên nào chàng trai ơi. Yeah, chuẩn bị đá nha. Yeah. Mạnh lên. Đá mạnh lên. Ừ. Hay quá. Hay. Chuẩn bị đỡ nha. Yeah. Yeah. Mạnh lên nào, mạnh lên nào. Ôi ôi ôi, mạnh quá. À, cho mẹ chơi với. Ok, nè. Đó đi. Gì vậy? Đừng có sợ. Có anh đây nè, để giải quyết cho. Vậy nhờ anh đóng giả bạn trai em tiếp nha. Giả bộ gì? Anh làm thiệt. Anh có nóng không vậy? Đá banh đổ mồ hôi quá trời, nóng lắm không? Nóng hả? Lắm luôn á. Trời ơi. Để em quạt cho anh mát nha. Mát rồi đó. Mát chưa, mát chưa? Mát rồi đó nha. Thích rồi đó. Mát quá. Làm cái trò gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà trước mặt con nít nữa. Thứ gì vô duyên vậy trời? Vô duyên vậy là thứ gì chịu nổi? Đây là không gian sinh hoạt gia đình đúng không? Có ba mẹ, có Ken ở đây nè. Đúng không? Đã nói rồi, trước mặt con nít. Cái câu này tôi hỏi ông mới đúng á. Ông tới đây làm chi vậy? Hả? Đâu ra vậy? Chú Quang đến chơi con ơi. Đúng rồi đó con. Mà bóng đá là môn thể thao phối hợp, đâu phải với ai phối hợp với nhau cũng tốt đâu, đúng không? Chỉ có chú phối hợp tốt với con thôi. À. Dạ chú Quang, số 1. Câu trả lời xuất sắc này, chú sẽ tặng con món quà bự nhất. Sao? Bây giờ ai mới là gia đình hả? Nè nè, anh đừng có dạy hư thằng nhỏ giùm cái. Dạy hư gì? Thằng nhỏ là con. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là không được nói vậy trước mặt Ken. Anh quên rồi hả? Buông ra. Bịt miệng là được rồi. Bịt luôn là mũi sao tao thở. Thôi, đi vô trong nhà chơi cho nó mát con. Anh, đi vô nhà luôn đi. À, đi vô em. Tôi cũng muốn vô chơi nữa. Có chơi đó. Trời ơi, có tự trọng không vậy? Liêm sĩ chút xíu đi, người ta đã không thích rồi, bu bu vô hoài, mắc cười ghê. Bây giờ biết ai là gia đình chưa? Lêu lêu. Là không gian sinh hoạt gia đình đúng không? Có ba mẹ, có Ken ở đây nè. Đúng không? Đã nói rồi, trước mặt con nít. Cái câu này tôi hỏi ông mới đúng á. Ông tới đây làm chi vậy? Hả? Đâu ra vậy? Nói mấy lời ngon ngọt, có gì đâu phải. Đàn ông phải sự nghiệp hàng đầu, như vậy mới hay. Nói gì trời? Sếp. Dạ sếp. Cái gì vậy? Vô sao cho anh hay? Dạ em gõ cửa nãy giờ em vô. Sếp nói gì em hiểu. Nè, Kim Anh có gì không? Dạ, bên phòng pháp chế mới vừa gửi bản hợp đồng đấu thầu. Em đọc hết điều khoản rồi, không có gì thay đổi á. Em mời sếp xem qua rồi ký giùm em. Nè, lấy kinh nghiệm thực tiễn của cậu trả lời cho tôi biết. Có phải trẻ em cần một môi trường trong sáng và thuần khiết để phát triển đúng không? Cái gì nữa đây? Anh đang muốn thách thức trí não mình nữa hả? Đã nói là một gia đình thì mình chỉ cần là có ba mẹ đầy đủ, ba ruột, mẹ ruột. Không thể đưa một người khác xen vô, bất kể đó người là bạn thân của mẹ. Tôi nói có đúng không? Dạ, dạ đúng. À, nhưng mà sếp cho em hỏi, sếp đang hỏi chuyện của sếp hay là của anh hàng xóm vậy? Của ông hàng xóm. Nhưng mà ông hàng xóm đó bạn thân của tôi.
tôi có trách nhiệm tìm hiểu và gỡ rối cho người ta. Dạ. Cậu trả lời đi. Dạ. Nếu trong công việc thì em là người thua xa sếp và phải còn học hỏi sếp rất nhiều. Nhưng nếu về gia đình thì em là người từng trải và đã có một gia đình và mái ấm, nên em sẽ có thể tư vấn cho sếp. Câu hỏi thứ nhất, sếp hỏi là trẻ em cần có một môi trường để phát triển hay không?